Punch Man 220, Pierrot kể hết mọi chuyện, danh tiếng Saitama bắt đầu được chú ý. 2. Chào mừng anh em đã quay trở lại với hồ sơ anime. Vậy là chapter dài đầu tiên của One Punch Man đã ra lò kể từ sau khi Garou thất bại. Đúng với những công sức anh em ta chờ đợi, chap 220 không những chứa nhiều thông tin quan trọng về cốt truyện, các bí ẩn, mà danh tiếng của Saitama cũng được làm ngày một rõ hơn. Nếu anh em là fan cứng của áo choàng hói, chắc chắn chapter này sẽ làm mọi người sướng đến tê cả người đấy. Không vòng vo Singapore nữa, đi vào nội dung chính thôi nào. 1. Bofoy dén cho anh hói. Chi tiết đáng chú ý đầu tiên giống như chúng ta dự đoán từ chap trước. Hiệp sĩ Kim Loại đang ngồi xem lại những thông tin về đống phế liệu từ những con robot của mình. Ông biết rõ nó không thể bị lỗi gì đó và tự lăn ra chết được, thay vào đó là bị người khác phá hủy. Và cái tên ấy không ai khác ngoài áo choàng hói, một thanh niên vô danh tiểu tốt mới lên hạng. Ở đây chúng ta cũng được cho biết rằng những robot vệ binh ấy có sức mạnh được phân cấp theo từng level và đối với những level cao có thể cần cả hai quái vật cấp quỷ, tuy nhiên nó lại bị one hit trong một đòn. Sau đó Bofai bắt đầu điều tra thân thế của anh chọc, ban đầu thì không thấy gì đặc biệt, cho đến khi có thông tin cho rằng đây là người đã phá mọi kỷ lục trong bài thi thể chất thì mới bắt đầu nghi ngờ. Cuối cùng, hiệp sĩ Kim Loại đưa ra kết luận rằng thanh niên vừa mới lên hạng A này đang sở hữu sức mạnh tương đương, thậm chí là vượt trội hơn cả lớp S và dặn lòng phải theo sát từng hành động, tránh trường hợp sau này trở thành kẻ địch. Điều đó là vô cùng đáng nghi đấy anh em ạ. Chứ ai làm người tốt việc tốt mà lại sợ một thanh niên anh hùng trở thành kẻ địch của mình cả đúng không nào? Genos kể hết tất cả. Quay trở lại hai ngày trước, sẽ triệu tập bốn anh hùng cấp cao đến cuộc họp khẩn cấp để hỏi về những trường hợp con người biến thành quái vật. Họ gồm có Genos, Zombie Man, Mặt Nạ Mật và Flashy Flash. Sau một hồi nói nhăng nói quậy, cuối cùng mọi kết luận đều hội tụ về một nhân vật duy nhất, God. Thế vậy, sẽ bắt buộc phải tiết lộ cho các anh hùng về chuyện của Blast, rằng anh hùng hạng 1 này đã gặp God thế nào, chiến đấu ra sao trong hơn 20 năm qua. Ở đây có một điểm đáng nói anh em ạ, Blast không hề mạnh như chúng ta nghĩ. 20 năm trước, khi chiến đấu với giết trưởng lão, anh đã rất vất vả mới có thể chiến thắng. Ngoài ra còn bị God bán hành cho máu me bé bé nữa. Sau sự kiện đó, Blast cùng các đồng đội của mình bắt đầu lên đường tìm kiếm những khối lập phương bí ẩn để chống lại tên quái vật cấp thần. Ngay được việc đó, đa số những người có mặt đều tỏ ra nể phục và kính trọng trước Blast, trừ một cái tên duy nhất. Đúng rồi, là Genos đây anh em ạ. Anh mạnh miệng rằng nếu Sid nói điều đó sớm hơn thì Saitama có thể đã xử lý xong mọi chuyện. God cùng các kiểu đi đời nhà ma từ lâu rồi, khi thấy những người khác có vẻ không tin lời mình nói, quỷ nhân máy ngay lập tức lấy lõi năng lượng ra và kể về những chuyện tương lai đã được sai hói thay đổi, nào là thổi tung sao mộc thế nào, hạ gục Garou rồi quay ngược thời gian ra sao, vân vân. Điều đáng nói là câu chuyện mà đáng lẽ có thể kể hết trong 10 phút thì Genos lại kể đến tận 4 tiếng anh em ạ. Nó làm cho những người có mặt tại cuộc họp cảm thấy lỗ tai như vừa bị tra tấn xong vậy. Chuyện điên rồ ấy khi vừa được kể ra chả ai tin cả, bởi vì họ nghĩ rằng đến cả người đàn ông mạnh nhất trái đất này chính là King mà còn chỉ được biết tới với khả năng dùng mặt trăng làm bao cát. Trong khi sao mộc to hơn rất rất nhiều so với mặt trăng thì làm sao có người đủ sức thổi tan nó. Sau cùng họ đưa ra hai hướng giải quyết để biết rằng liệu đó là sự thật hay chỉ là do thanh niên Genos chơi đồ. Một là đi hỏi thằng Saitama, hai là đi hỏi Garou. Và điều thú vị là cả hai thanh niên này đều mất trí nhớ sau trận chiến, khiến ai nấy cũng đành bất lực. Tuy nhiên nhìn vào cách nói chuyện nghiêm túc ấy, chúng ta hoàn toàn thấy được rằng những nhân vật cấp cao này đều đã phần nào đó bắt đầu nghi ngờ về sức mạnh của Saitama và tin lời của Genos nói rồi anh em ạ. Mình đang rất mong chờ, sau khi chứng kiến hai con bét cấp độ rồng và mối quan hệ giữa Saitama và King, thì mấy thanh niên này sẽ có phản ứng như thế nào nữa đây? Có khi gọi bằng ngài áo choàng hói luôn ấy chứ. 3. Kết luận sau cuộc họp. Sau khi dành 5-6 tiếng đồng hồ bàn bạc, cuộc họp khẩn cấp cuối cùng cũng đã kết thúc với những kết luận như sau. Sid thuật lại lời mà Blast khẳng định rằng có thứ gì đó làm cho God tương tác nhiều hơn với không gian đang chờ trái đất của chúng ta, và rồi hình ảnh Saitama xuất hiện. Không còn nghi ngờ gì nữa, tác giả đã muốn ám chỉ rằng thứ thu hút God không gì khác ngoài sức mạnh của Saitama đây anh em ạ. Ngoài ra ông còn yêu cầu các anh hùng phải đoàn kết và lập kế hoạch chu toàn để đối chọi lại mối họa cấp thần ấy trong tương lai gần. Tuy nhiên lại chẳng nhận được quá nhiều sự quan tâm, thay vào đó mỗi người bọn họ lại lo một việc riêng. Mặt nạ mật đã rời đi từ khi Genos luyên thuyên với Saitama vì trùng lịch với một buổi chụp hình gì đó. Flashy Flash nhờ Sid truyền lời rằng muốn tái đấu với Blast, có lẽ thanh niên này vẫn còn cay cú vụ tốc độ của mình bị vượt qua tại hiệp hội quái vật. Về phần Genos, vẫn thái độ như từ đầu cuộc họp đến giờ, quỷ nhân máy chỉ chốt một câu duy nhất trước khi rời đi. Nếu có tin gì cứ alo cho thầy Saitama, thế là xong. Chỉ có Zumbima là thanh niên nghiêm túc nhất mà thôi. Cuối cùng, chúng ta được thấy những suy nghĩ của các anh hùng S-Class này dành cho Saitama sau khi bị Genos thao túng tâm lý. 4. Các anh hùng S-Class bắt đầu chú ý đến Saitama. Đầu tiên là Zumbiman, anh nhớ lại lời của tiến sĩ Genos rằng Saitama là một thanh niên đã đánh đổi tóc của mình để phá bỏ giới hạn. Hơn ai hết, thanh niên bất tử này là người rất rõ sức mạnh của nhà tiến hóa, cho nên anh sẽ phần nào hình dung được khứa đầu chọc phải mạnh đến mức nào mới khiến cho Genos dén như vậy. Thứ
Thứ hai là flashy, anh thừa nhận rằng trước đây khi thấy Sai Hói và Genos đi chung, đã tưởng rằng thanh niên hạng B là đầy tớ của quỷ nhân máy, nhưng giờ thì mới biết là ngược lại, thậm chí còn kết luận rằng Saitama có thể trở thành một viên kim cương thô. Cuối cùng là mặt nạ mật, dù khi nãy tỏ ra không hứng thú và rời đi sớm, nhưng hiện giờ cũng bắt đầu suy ngẫm về sức mạnh của thanh niên hói. Chuyện đó là do hai nguyên nhân, một là vì thấy Genos quá thần tượng ông thầy của mình, và hai là vì mặt nạ mật cũng là một trong số những người từng được biết về sức mạnh của Saitama, như là khi hạ gục vua biển sâu, hoặc cả trong trận chiến tại hiệp hội quái vật nữa. Nói chung là hiệu ứng Sai Hói bắt đầu lan truyền rồi đấy anh em. Cuối chapter chính là hình ảnh thanh niên hạng 1 lớp A siêu đẹp trai, với ánh mắt suy tư nhìn vào thông tin của Saitama và tự hỏi lòng rằng, lẽ nào đây là một người anh hùng lý tưởng sao? Và rồi đó cũng là kết thúc video hôm nay. Anh em cảm thấy như thế nào về chapter này? Nhớ comment bên dưới ý kiến nhé. Ngoài ra trước khi rời đi, đừng quên để lại cho Hồ Sơ Anime một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.